Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì hôm nay là rất vui mừng tiếp tục báo cáo cái bảng giá sắt thép và vật liệu xây dựng mới nhất trong ngày hôm nay. Mời quý vị và các bác đi xem và theo dõi video xem là cái bảng giá trong ngày hôm nay của cửa hàng nhà em nó lên hay nó xuống nhá. Thì đầu video em lại tiếp tục thông báo cho các bác một tin không thể nào tuyệt vời hơn. Đó là em đã tham khảo bên nhà phân phối, cũng có một chút manh mối, đấy là sắt thép sẽ tiếp tục giảm lần thứ 8 trong một vài ngày tới. Thì khi nào có cái thông báo chính thức là sắt thép giảm giá thì em sẽ lại thông báo tiếp tục cho các bác, để các bác nắm được cái bảng giá mới nhất. Thì do vậy là hôm nay chia sẻ cho các bác là các bác yên tâm, trong thời gian tới thì một vài ngày nữa, ít nhất là một vài ngày nữa thì sắt thép nó cũng không lên được, mà nó có chiều hướng là giảm. Còn khi nào giảm và bao giờ giảm bao nhiêu thì em sẽ làm video để báo cáo với các bác sau. Còn hôm nay thì trước khi đi vào cái bảng giá mới nhất trong ngày hôm nay, xem là nó lên hay nó xuống, thì cũng rất mong các bác là mình xem video, mình ấn đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em, và đồng thời các bác ấn vào nút chuông thông báo để cập nhật xem video mỗi ngày. Còn đâu chia sẻ với các bác là cũng vẫn một số các bác là vẫn chưa tin tưởng vào cái video của cửa hàng nhà em, thì nói thật với các bác, mong các bác là mình xem video của cửa hàng nhà em thường xuyên hơn thì các bác sẽ hiểu là em làm YouTube hay là em bán vật liệu thông báo giá cho các bác là thực tế. Cũng có những cái video mà em đã có những cái bảng thông báo thay đổi giá lên hoặc là giá xuống, thì nếu như mà làm YouTube thì cái không bao giờ mình lấy được cái bảng thông báo có dấu đỏ của nhà máy ấy, là nó lên hay nó xuống. Thì do vậy là các bác mong các bác là xem video thường xuyên hơn để mình hiểu nhau hơn. Còn đâu hôm nay không để các bác phải chờ đợi đâu, em xin gửi tới các bác cái bảng giá sắt thép Hòa Phát của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 7 năm 2022. Cái bảng giá phi 6 trơn trong ngày hôm nay có giá là đến 18.000 đồng 1 kg, phi 8 gai có giá là 18.050 đồng 1 kg, phi 16,2 kg hàng dân dụng có giá là 113.000, phi 17,2 kg hàng công trình có giá là 130.000, phi 12 9 cân 9 hàng CB3 có giá là 180.000, phi 14 13,55 kg hàng CB3 có giá là 245.000, phi 16 17,2 kg có giá là 311.000, phi 18 22,45 kg hàng CB3 có giá là 405.000, phi 20 27,7 kg hàng CB3 có giá là 502.000, phi 22 33,5 kg hàng CB3 có giá là 607.000, phi 25 45 kg hàng CB3 có giá là 790.000. Như vậy là cái bảng giá sắt thép Hòa Phát của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 7 năm 2022 thì vẫn chưa có điều chỉnh về giá bán, mà vẫn giữ nguyên mức giá cũ so với lại ngày hôm qua. Thì rất mong các bác là mình xem video mà thấy cái giá của cửa hàng nhà em nó cao nó thấp thì các bác bình luận góp ý cho em ở bên dưới nhé. Còn cái giá xi măng của cửa hàng nhà em thì cái xi măng Hoàng Thạch 30 Max CB3 đang có giá là đi 1.800 đồng 1 kg, xi măng Hoàng Thạch MC25 có giá là đi 1.550 đồng 1 kg, và xi măng Long Sơn thì có giá là đi 1.600 đồng 1 kg, xi măng Hà Trung của công ty xi măng Long Sơn cũng có giá là đi 1.600 đồng 1 kg, và xi măng Bỉm Sơn thì có giá là đi 1.800 đồng 1 kg. Đấy là toàn bộ cái bảng giá sắt thép và xi măng của cửa hàng nhà em. Một lần nữa là rất mong các bác là xem video mà mình thấy hay và thiết thực thì các bác ấn đăng ký kênh và đồng thời ấn vào nút chuông thông báo để cập nhật xem video mỗi ngày. Vì 8 giờ sáng ngày thì sẽ có cái bảng thông báo giá mới nhất từ bên nhà phân phối gửi về cho cửa hàng nhà em. Thì em sẽ làm cái video để báo cáo cho các bác ngay. Còn cái giá nguyên vật liệu của cửa hàng nhà em thì nói thật với các bác, trong ngày hôm nay giá cát đen, cát vàng và đá
Có mỗi gạch là không nên, còn đâu tất cả các loại nguyên vật liệu cát vàng, đá, rồi là cát đen, cát lền là đều nên hết nha các bác nhá. Nên rất nhiều. Bởi vì chia sẻ với các bác là cái cát vàng và cát đen xây nó đang bị cấm không cho khai thác từ trên đầu nguồn. Do vậy là mấy ngày hôm nay là cát vàng và cát đen, cát nền thì đang rất là hiếm. Đấy, chia sẻ với các bác là như vậy. Cái cát vàng thì bây giờ đang ngày hôm qua ô tô nhà em đi lấy cát ở tại bãi sông Hồng về, tức là đã là rơi vào là đi 550.000 một khối, nên rất nhiều, lên 100.000 một khối cát vàng luôn. Và cát đen, cát trung hà thì cũng từ 200 lên 250.000 một khối nhá. Nên mất 50.000 một khối cát đen, cát trung hà. Cát nền thì đang từ 150 lên thành 180. Thì hôm nay em xin được kết thúc video tại đây. Kính chúc các bác thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.